Đây là những nguyên liệu để làm nên món ốc mượn hồn đầy sáng tạo, gồm ốc lát, tôm lóng, thịt xay, nấm mèo và các gia vị khác. Ốc rửa sạch, trụng sơ qua nước sôi rồi lấy phần thịt, sau đó sắc hột lựu. Vỏ ốc cũng cần được xử lý cho thật kỹ để sử dụng nhé. Tôm lóng nên chọn tôm sông, lột vỏ phần thân, chừa đầu và đuôi, rồi ướp chút gia vị. Đã đến lúc xử lý phần nhân rồi. Hãy cho ốc, thịt xay, nấm mèo và các gia vị vào trong một cái tô rồi quết đều tay. Khi tất cả đã sẵn sàng, cũng là lúc định hình cho món ốc mượn hồn. Giờ thì hãy hấp trong vòng 10 phút và thưởng thức thôi. Với chút sáng tạo, bàn tay khéo léo và khả năng liên tưởng, chắc chắn quý khán giả sẽ có món ăn trông hấp dẫn như thế này đây.